Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Thì đây là cái lò quay heo nguyên con loại nhỏ. Lò có kích thước là đường kính là 91 cm, ủ bì lọt lòng là 85 cm, cao lọt lòng là 1m2. Thì lò này mình làm là cửa là inox hai lớp với lại một lớp bông cách nhiệt, chỉ làm hai ô cửa kiến nhỏ để mình quan sát vô thôi. Lò này thì nó được trang bị hai cái đầu đốt ga hồng ngoại bên trong với lại kết hợp là xà than. Thì đây là hai cái đầu đốt mình chồng đứng lên nhau là nó một cao một 1m1 hai cái đầu đốt ha. Con heo khoảng cỡ tầm 80, dài 80-90 cm trở lại thì là quay được. Thì ở đây mình làm thêm hai cái dòng treo để có quay gà vịt hay là gì đó thì mình treo hai tầng vẫn được. Còn ở đây là cái xô than, đây là trục xoay nè. Đây là cái xô than cũng là inox 304 ha, dày 1,5 ly, những cái láp là láp đặc 12 ly 304 hết. Cửa thì cái này mình làm hai lớp inox, bên trong là có bông cách nhiệt, hai cái ô cửa để nhỏ mình gắn kính để quan sát với lại để châm than vô cái xô than nếu mà mình có xài than. Thì đây là cái đồng hồ nhiệt nè, còn ở trên đây là cái bộ điều khiển tốc độ quay nhanh quay chậm đảo chiều với lại cái công tắc bật cái đèn nó rọi vô ở bên trên đó. Thì lò có tổng chiều cao nó là 1m95, là tính tổng chiều cao luôn chân luôn bánh xe. Rồi cô bác anh chị nào quan tâm sản phẩm thì điện thoại, số điện thoại em có ghi trên cái màn hình đó, điện thoại em báo giá luôn, đọc cái mã sản phẩm là em báo giá luôn chứ em không có báo giá trên cái YouTube. Rồi xin chào cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào cô bác anh chị, xin chào.